Hôm nay khách mời của chúng tôi gồm có hai phụ huynh và hai con vừa tốt nghiệp khóa K6. Thì em muốn hỏi ý kiến của bác Thăng xem là bác thấy anh Dương nhà mình anh có thay đổi nhiều không ạ so với cách đây một năm ạ? Và vẫn một cảm nhận từ ngày bắt đầu chiếc xe của hành trình gia đình được chở con đến trường. Và một ngày đó được các bạn, được các thầy cô rồi mọi người đến đón tiếp, bản thân mình rất là cởi mở. Và sau một năm học của cháu, thế mà các em cũng đã có một cái sự chuyển biến mà nói hết sức tích cực. Dạ. Mà cái chuyển biến đó không thể nói một gì hơn được là đối với cha mẹ học sinh. Dạ. Là cảm ơn các thầy cô, cảm ơn tập đoàn và các đại biểu, những người đã tâm huyết trong suốt những thời gian vừa qua để tạo điều kiện cho các em, các cháu được trưởng thành như ngày hôm nay. Dạ. Ở đây muốn nói với thầy Tuấn rằng là khi em chưa học thì về từ cách cư xử với bố mẹ. Dạ. Rồi là cách thuyết phục bố mẹ, và đặc biệt là các cái xử lý các cái công việc thì rõ ràng là thấy em nó còn thư giãn quá, rất thư giãn. Nhưng khi mà các em được học rồi, đấy, về đến nhà thì bố vẫn nói rằng là các cụ nói đi một đàng học một sảng khôn. Nhưng mà con cũng chưa hiểu được, con hỏi bố ơi, con chưa học được gì nhiều, nhưng trong cảm nhận được của mình thì mình thấy rằng con mình đã trưởng thành nhiều. Dạ. Từ những việc mà những việc trước đây ý, mà khi trao đổi với bố là hay để bố nóng lên. Đấy. Nhưng mà những việc gần đây thì cái việc thuyết phục bố đã để cho bố phải nói là tâm phục. Dạ. Thế mình mới nói rằng là nói cùng với bà xã rằng là hôm nay con trưởng thành, là cả mình cùng trưởng thành theo, cả mình trưởng thành theo. Và thấy rằng qua những công việc rồi cái nhận thức, và đặc biệt là trong quá trình được gặp gỡ thầy cô, thì các em đã trở thành một con người mà nó chưa phải là toàn diện tất cả, nhưng những yếu tố cơ bản ban đầu thì các em đã thực hiện được. Và đó là một cái động lực rất tốt để giúp cho gia đình ấy thấy an tâm ấy, và tin tưởng về trường mình, về các thầy các cô. Bây giờ có hai bố ngồi đây, học thì mới một năm thôi, nhưng chặng đường đời còn dài lắm. Có muốn gửi gắm cái gì cho bố không? Anh Dương gửi gắm thông điệp gì cho bố không? Ngay bây giờ và tại đây. Dạ vâng thầy, thì bây giờ thì gửi gắm về thông điệp của bố thì chắc là em chưa nghĩ thông điệp gì. Nhưng mà có lẽ thì em sẽ cũng xin chia sẻ về cái phần thay đổi của bản thân mình một chút trong cái quãng thời gian qua. Và đặc biệt là cái phần tâm, em thấy là em bản thân mình thay đổi rất là nhiều so với trước đây. Ví dụ như trước đây khi mà em còn chưa đi đến trường và em chưa học tại trường mình, thì thực sự là ở nhà người ta hay bảo là trai mùng 1 gái hôm rằm, và em lại sinh đúng mùng 1. Dạ vâng, em lại sinh đúng mùng 1. Cho nên là bố mẹ hay là mọi người ở nhà hay bảo là em hay ngang, em hay ngang và hay cãi bố mẹ. Nhưng thật sự là em thực hiện cái điều đó. Và nhiều khi bảo em hay ngang và em hay cãi bố mẹ, mặc dù nó hơi quá. Và nhiều khi thực sự là khi mà trong cái quá trình học online ấy, mặc dù là cái thời gian nó kết thúc học rồi, em ngồi trên tầng, bố mẹ em nấu cơm hết, dọn sẵn cơm cho em rồi, và bảo rằng là Dương ơi, xuống ăn cơm với bố mẹ. Nhưng mà khi đó thì mình vẫn cố lắng lại, mình chỉ chơi thôi chứ mình không học. Nhưng mà lúc nào thì cũng bảo rằng thôi bố mẹ ăn cơm trước đi, bố mẹ ăn cơm trước đi, thì bây giờ con đang bận học con không xuống đâu. Nhưng thực ra là ở đó là em đang chơi. Đó. Nhưng mà thực sự là sau khi mà bước chân lên trường, thì khi mà đi đến trường được 2 tuần thì thực sự là em mới biết tin là mẹ em gọi, mẹ em bảo là khi mà con đi thì người đầu tiên đổ lệ vì con đó chính là bố. Và trước đây thì em chưa bao giờ em thấy bố em khóc vì em bao giờ cả. Và thực sự là trong cái buổi ngày hôm đó thì chưa bao giờ em lại cảm thấy nhớ nhà như thế. Và thực sự là khi đó là em đã gọi điện về cho bố mẹ và em khóc. Và em khóc và thực sự em cảm thấy rất nhớ nhà, và thực sự là cảm thấy rằng rất mong muốn trở về nhà và gặp bố mẹ ngay lập tức. Đấy, thì qua cái quá trình mà học tập thì cái tâm của em nó chuyển đổi rất là nhiều. Và em cảm thấy yêu thương hơn. Và thực sự là trước đây khi mà có những cái bữa cơm mà bố mẹ gọi mình xuống mà mình còn cứ chê lên chê xuống, rồi là mình còn cứ bố mẹ cứ ăn trước đi. Nhưng mà thực sự bây giờ thì con rất mong muốn rằng sớm nhất trong 1-2 tuần nữa thì con được trở về với bố mẹ và ăn với bữa cơm gia đình mình một bữa cơm thật đầm ấm. Và con xin cảm ơn bố rất nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ con ạ.